Việc chào quý vị và các bạn nha. Có bạn hỏi Việc á, nói là bạn có coi một số video ở trên mạng, ở trên YouTube gì đó. Mấy bạn nói là có bác thợ nào đó nói là lo sôi càng to thì độ nhạy lo càng cao, và lo đó là lo xịn, chất âm hay. Thì mấy bạn có hỏi Việc điều đó đúng hay sai. Thì Việc xin khẳng định đến quý vị và các bạn luôn, không có lo nào sôi hết trơn. Sôi là do cái thiết bị âm ly hay là dàn lược hay là từ đầu đĩa CD vân vân của mình nó bị hư, nó sôi, nó ù, nó nổ lục bục, chứ không có chuyện mà lo sôi càng to thì độ nhạy lo càng cao, rồi lo sôi to mới hay. Cái đó là Việc có xem được cái kỹ cái video của ông đó làm rồi, thì sự thật chuyện của người ta mình không có quan tâm. Nhưng ở đây mình trả lời cho khách của Việc ở trên kênh, xem kênh của Việc á, là không có chuyện đó. Cái chuyện mà lo sôi á là do thiết bị của mình á. Quý vị và các bạn, ở video lần này Việc chia sẻ đến quý vị và các bạn cách khắc phục lo nó bị ù xì nổ lục bục. Thì cái vấn đề này rất là nhiều quý vị và các bạn gặp phải, và thường quý vị và các bạn không bắt ra bệnh, quý vị cứ đổ thừa cho lo không à. Nhưng mà sự thật cái lo nó không có hư. Việc bán lo cũng cho nhiều bạn. Có một số bạn thì khi nhận lo, mấy bạn có điện lại cho Việc, nói anh Việc ơi, sao lo của anh có một chiếc nó ù quá. Rồi có người thì điện lại, anh ơi sao lo của anh có một chiếc nó nổ lục bục nghe không được. Đó. Rồi có người thì nói anh ơi sao cái chép của anh nó xè quá, có một bên nó xè quá nghe không được. Thì khi đó mình chia sẻ là mình nói do âm ly hoặc là do dây. Thì một số bạn cự, nói là dây của mấy bạn mua 5-10 triệu, 2-3 triệu, 4-5 triệu rồi đó, làm sao mà đứt mát được mà bị u. Mà âm ly của mấy bạn là loại âm ly đắt tiền, làm sao mà bị u. Vân vân, mấy bạn cứ quy chụp cho mình là cái lo của mình nó bị ù. Và những cái trường hợp này thì Việc giải quyết im đẹp 100%. Rồi mấy bạn nói cái lo của Việc bị ù một bên, như vậy thì mấy bạn cứ lấy cái đầu dây ở bên kia, tức là đầu dây ở bên chiếc lo nó không ù à, quý vị hoặc bạn cắm qua bên chiếc lo nó ù, thử cái nó ù hay không. Thì khách làm như thế thì khách bảo tại sao mà cái đầu dây bên kia tôi cắm qua cái chiếc lo ù nó không ù. Như vậy thì mình xác định đó là ù hay là nổ lục bục, nó từ cái nguồn phát ra từ âm ly, hoặc là từ đầu đĩa CD, hoặc là từ dàn lược, hay là từ quanh số nếu như quý vị có karaoke, hoặc là từ cái tivi quý vị hoặc bạn phát xuống, hay là nó từ ở những cái đầu giải mã đó, nó mới ù. Chứ trong cái lo nó không có gì để nó ù hết quý vị hoặc bạn. Nó ù với nó nổ lục bục là cái nguồn phát của mình đó. Có bạn nói là tôi xài cái dây AV, tức là cái dây mà kết nối từ đầu đĩa xuống âm ly á, là 2,5 triệu, mà làm sao mà đứt được. Nó vẫn đứt bình thường, 5 triệu, 10 triệu nó vẫn đứt. Nó đứt cái dây mát với vị của bạn là nó sẽ bị ù đó. Và cái nổ lục bục cũng vậy đó. Quý vị và bạn nên xác định rõ là nổ lục bục một bên lo hoặc là hai bên lo là không phải do lo, đó là do âm ly, do nguồn phát, do đầu đĩa hay là do cái nguồn nhạc từ tivi xuống vân vân, mình phải kiểm tra. Đó. Còn bị là bị u, tức là nó u một bên nghe rất là khó chịu, đó cũng là do nguồn phát của mình phát ra. Lo không có gì u hết quý vị và các bạn. Đó. Quý vị và các bạn muốn test thử để biết nó ù do thiết bị nào thì rất đơn giản. Đầu tiên thì quý vị và các bạn nên gỡ dây ra hết, chỉ để lại sợi dây lo mình đấu vào hai lo và chiếc âm ly thôi. Thì khi đó quý vị và các bạn mở nguồn lên, mở nguồn chiếc âm ly lên. Nếu như nó không ù thì mình sẽ dùng phương pháp loại trừ là chiếc âm ly của mình nó không có hư. Như vậy có thể là từ đầu đĩa, hoặc là từ dàn lược, dàn lược là lọc xì đó, hay là từ quanh số, hay là từ tivi. Đó. Có một cái thiết bị nào đó nó bị hư, hoặc là cái dây kết nối của mình nó không ăn, thì quý vị hoặc bạn cứ dùng phương pháp đó loại trừ, gắn cái dàn lược vô. Nếu như ù thì mình xác định là do dàn lược, hoặc là do dây kết nối từ cái dàn lược xuống âm ly nó bị đứt một bên dây mát nó ù.
Quý vị đừng có nói là xài lo dây là 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì. Bao nhiêu nó cũng đứt hết quý vị và các bạn. Đôi khi nó ruột mối hàng. Đó, nó không ăn, nó bị ù. À. Và mình cứ dùng phương pháp như thế mình loại trừ để mình kiểm tra coi cái thiết bị nào nó bị hư. Một số quý vị hoặc bạn cũng có sử dụng cái sợi dây như thế này. Hai một cái đầu ba ly như thế này ha. Rồi hai cái đầu bông sen. Mình kết nối từ điện thoại ra hay là từ tivi xuống để nghe nhạc. Đó. Thì mấy bạn nói là cái dây tôi mới mua làm sao mà hư được? Vẫn hư bình thường. Và việc làm cái video này cái mục đích để xác định rõ 100% tới quý vị và bạn luôn. Cả quý vị mua loa của Việt hay là mua loa của những anh em khác cũng vậy. Nó ù là do nguồn của mình, loa không có ù, bảo đảm với quý vị và bạn. Đó, loa thì nó chỉ có hát và không hát, hoặc là nó bị ghè, ghè cái loa. Ghè thì nó có nhiều trường hợp, cái đó là phải thợ. Như vậy thôi, chứ còn mà cái chuyện mà ù, nổ, lục bục là không có nha.